Quý khán giả thân mến, nhận thức được vai trò quan trọng của tiếng Anh đối với công cuộc hội nhập, tạo điều kiện để các em thiếu nhi chủ động nâng cao hiểu biết xã hội, tìm hiểu nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương đất nước. Và với ý nghĩa đó, thì Hội Đồng đội Trung ương đã phối hợp với Tập đoàn Giáo dục Đài Trường Phát tổ chức vòng bán kết khu vực sân chơi Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới tại thành phố Cần Thơ. Sân chơi Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới gồm 3 vòng thi trực tuyến, bán kết và chung kết toàn quốc. Trải qua vòng trực tuyến đã có hơn 10.000 bài dự thi, trong đó có hơn 7.000 bài hợp lệ với sự tham gia của gần 15.000 em thiếu nhi. Ban tổ chức đã chọn 100 đội xuất sắc toàn quốc tham gia vòng bán kết sân chơi cấp khu vực. Thành phố Cần Thơ là địa điểm cuối diễn ra vòng bán kết cấp khu vực với sự tham gia của 13 đội thi. Mỗi nhóm thực hiện bài thuyết trình bằng tiếng Anh trong thời gian từ 3 đến 5 phút, nội dung về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương đất nước. Nghệ thuật sân khấu cải lương đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Đến với hội thi này, em muốn quảng bá cải lương đến với bạn bè trong nước và quốc tế, đặc biệt là giới trẻ ngày nay. Và em mong rằng cải lương sẽ được mọi người tiếp tục gìn giữ và phát huy. Sau khi mà bước qua sân chơi này thì con cảm thấy là rất là vui và tự hào. Và con cảm thấy yêu quê hương đất nước mình hơn, hiểu rõ về truyền thống, văn hóa của đất nước mình và các nơi khác. Học thêm nhiều bài học mới, biết cách tự tin, biết cách trình diễn. Con cảm thấy vui và hào hứng khi được tham gia cái tiết mục này vì được giao lưu và gặp gỡ các bạn ở trường khác, giúp con rèn luyện kỹ năng thuyết trình và trong tiếng Anh và giúp con dũng cảm và tự tin trong việc học tập và trong cuộc sống. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, tiếng Anh đang trở thành yếu tố quan trọng, là chìa khóa mở ra thành công, quyết định năng lực hội nhập đối với nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Một cái sân chơi dành riêng cho các em học sinh, tổ chức cái sân chơi Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới cũng là hướng tới cái mục tiêu xây dựng cái xã hội học tập, nâng cao năng lực học tập ngoại ngữ cho thiếu nhi và đặc biệt là thực hiện cái đề án giáo dục ngoại ngữ cho các em thiếu nhi của chính phủ cũng như là của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Điểm mới trong cái sân chơi năm nay là các em được tham gia bằng rất nhiều các hình thức thể hiện và bằng mọi cách các em có thể tham gia một cách dễ nhất, đơn giản nhất, gần gũi nhất mà các em có thể tham gia được. Và với cái sân chơi năm nay thì các em không chỉ tìm hiểu các cái quốc gia, dân tộc trong khu vực Đông Nam Á mà các em còn có cơ hội để tìm hiểu các cái quốc gia, dân tộc khác trên thế giới. Kết thúc vòng thi bán kết, đơn vị tỉnh Kiên Giang đạt giải nhất. Hai đơn vị Cần Thơ và Tiền Giang đồng giải nhì sẽ được đại diện khu vực đồng bằng sông Cửu Long tham gia vòng chung kết toàn quốc tại thành phố Hồ Chí Minh.